nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai bị khởi tố. Không tố cáo cô đồng bổ cao, đúng nhận sai cái vì sợ bị chê cười. Vĩnh Long bắt kế toán trưởng tham ô 7,7 tỷ đồng tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai bị khởi tố. Thưa quý vị, ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì liên quan đến một dự án phần mềm. Công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, vào tháng 6 năm 2022, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện những sai phạm về việc triển khai mua sắm 13 dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin do Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai làm chủ đầu tư. Cụ thể, việc mua sắm hệ thống phần mềm số hóa và quản lý dữ liệu EDM xảy ra sai phạm hơn 1 tỷ đồng, trong đó thanh toán thừa 17.700 trang dữ liệu và áp đơn giá không đúng nội dung công việc thực tế, số tiền hơn 570 triệu đồng. Sai phạm nội dung chỉnh lý tài liệu hơn 458 triệu đồng. Ngoài ra, đối với phần mềm tuyển sinh đầu cấp năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã nghiệm thu, thanh toán trong khi chưa có phần mềm, số tiền sai phạm 670 triệu đồng. Phần mềm quản lý thư viện MasterLib, Sở Giáo dục và Đào tạo đã mua sắm trùng lập với các phần mềm của 19 trường học, gây lãng phí cho ngân sách hơn 140 triệu đồng. Về phần mềm quản lý ngân hàng đề thi năm 2020, thực tế cung cấp đĩa CD MasterTest bản Silent cho 17 phòng giáo dục và đào tạo, nhưng Sở đã thanh toán giá tiền của phần mềm MasterTest bản server chênh lệch 464 triệu đồng. Hiện nay phần lớn các đơn vị chưa sử dụng phần mềm này. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai còn chưa khảo sát kỹ nhu cầu sử dụng thực tế của các đơn vị công tác bàn giao. Một số dự án không được công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định. Nhiều văn bản có chữ ký nhưng không có dấu. Nhiều phần mềm không thể cập nhật. Tổng hợp khiến các đơn vị trực thuộc phải sử dụng song song với những phần mềm cũ. Thanh tra tỉnh Gia Lai đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm điểm xem xét xử lý trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2017-2021, đồng thời đề nghị Sở này có trách nhiệm thu hồi tổng số tiền sai phạm hơn 2,37 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước, tổ chức kiểm điểm xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ. Ông Nguyễn Tư Sơn giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2020, là người đứng đầu, chủ đầu tư các dự án phần mềm, chịu trách nhiệm toàn diện đối với mọi hoạt động tại đơn vị này. Tháng 11/2022, Công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại sở này. Liên quan đến vụ việc, tháng 6 vừa qua, ông Trương Quý Sửu, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo bị khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Không tố cáo cô đồng bổ cao, đúng nhận sai cái vì sợ bị chê cười. Thưa quý vị, nộp cho cô đồng Trương Thị Hương số tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, bị dồn vào đường cùng, nhưng không ít nạn nhân đã không dám lên tiếng, sợ bị cười chê nên chấp nhận mất tiền. Không dám tố cáo vì sợ dân làng dị nghị, bà Nguyễn Thị Lăng, 68 tuổi, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, là một trong số ít người đã tố cáo cô đồng bổ cao hỏi đúng nhận sai cái Trương Thị Hương sau khi bị chiếm đoạt 65 triệu đồng. Trước đó, tháng 9/2021 âm lịch, con trai bà Lăng là DVH, sinh năm 1983, bị ung thư giai đoạn cuối bệnh viện trả về. Với lời kêu cứu của con trai, cùng đường, bà Lăng đã đến nhà cô đồng Trương Thị Hương, cách nhà chưa đầy 1 km để xem bói và được cô đồng gợi ý làm lễ với giá 65 triệu đồng, cùng lời cam đoan nếu làm lễ sẽ sống được 3 năm nữa, không làm chết ngay. Sau đó bà Lăng mặc cả giá làm lễ xuống 50 triệu nhưng không được, nên đành ngậm ngùi giấu các con đi vay mượn được 65 triệu đồng để nộp cho cô đồng làm lễ. Khi đó bà Lăng chỉ đưa tiền qua tay, không ghi hình hay chụp ảnh ghi lại. Tại đây cô đồng dặn bà Lăng nếu ai hỏi làm lễ hết bao nhiêu tiền thì chỉ nói hết 5 triệu đồng. Khi nghe vậy bà mới biết mình bị lừa. Sau khi làm lễ được 3 ngày thì con trai bà Lăng mất, không đúng với cam đoan sống được 3 năm của cô đồng. Thương con, mất của. Bà Lăng đã ốm bệnh suốt 1 năm. Tháng 2 năm 2023, bà Lăng đã làm đơn tố cáo cô đồng Trương Thị Hương theo hướng dẫn của Công an thị trấn Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Mong muốn của bà là lấy lại được số tiền đã mất. Nếu không lấy lại được tiền, bà Lăng mong muốn pháp luật có hình phạt thích đáng để cô đồng Hương không hành nghề hại người nữa.
có cả người thân, người quen biết bị mắc lừa giống tôi, nhưng không phải ai cũng dám nói ra vì nghĩ rằng sẽ không lấy lại được gì, sợ bị làng xóm dị nghị, chỉ muốn bình yên qua ngày. Toàn những người nghèo khó, cùng đường thì lại bị lừa đảo với số tiền vài chục triệu đến vài trăm triệu. Điều này quá tàn nhẫn, bà Lăng tâm sự. Tương tự chị Ca, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn cho biết, cô ruột của chị cũng bị lừa 90 triệu đồng vì đến nhà cô đồng Trương Thị Hương làm lễ giúp con trai hết chơi bời, đánh bạc. Cúng xong, còn vẫn chứng nào tật đấy, nhưng cũng không dám đi tố cáo vì sợ chồng con biết sẽ mắng. Ở trong làng rất nhiều người bị lừa, nhưng không dám kể vì sợ bị làng xóm dị nghị, cười chê, vì u mê nên mất tiền. Người bị lừa nhiều nhất là người lớn tuổi, chị Ca kể. Lời phán ám ảnh cả đời. Chị NTM, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, từ 10 năm trước, chị M đã nghe lời giới thiệu của người quen đến nhà cô đồng Trương Thị Hương để xem bói vì nói hay lắm. Khi đến nơi, chị M bị phán cô này có tài, không có đức, giết bố lấy tiền. Trước mặt rất đông người, trong khi bố của chị M mất vì tai nạn giao thông. Sau đó, Trương Thị Hương liên tục nói, không cho chị M cơ hội giải thích và yêu cầu chị M phải mang 200 triệu đến để canh đàn hóa lễ, nếu không, chị còn sống được một tuần. Khi đó tôi còn trẻ, không hiểu biết nhiều nên chỉ biết ôm mặt khóc và chạy về nhà. Về tới nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì mình đã bị xúc phạm nặng nề trước mặt đám đông, có cả người lạ, người quen. Hoàn cảnh lúc đó tôi không thể lấy đâu ra được 200 triệu nên tôi nghĩ thôi chết thì chết. Suốt hơn một tuần tôi chỉ biết nằm ở nhà khóc, nhưng tôi chỉ uất hận vì cô đồng đã nói tôi giết bố, khiến tôi ám ảnh cả cuộc đời. Chị mà kể. Vĩnh Long bắt kế toán trưởng tham ô 7,7 tỷ đồng tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, ông Đoàn Công Minh, kế toán trưởng Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, tham ô 7,7 tỷ đồng từ tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để tiêu xài cá nhân, mua đất, sửa nhà. Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Công Minh, kế toán trưởng Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh để điều tra hành vi tham ô tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, từ tháng 2/2021 đến tháng 4/2021, Bảo hiểm xã hội thị xã Bình Minh chuyển cấp kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Trung tâm Y tế thị xã với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Biết tài khoản của Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh có hơn 18 tỷ đồng nói trên, ông Đoàn Công Minh lên kế hoạch chiếm đoạt. Ông Đoàn Công Minh chuẩn bị một tài khoản ngân hàng, đồng thời tẩy xóa, sửa chữa chứng từ giao dịch ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh vào tài khoản cá nhân, chiếm đoạt 7,7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, ông Đoàn Công Minh dùng để tiêu xài cá nhân, mua đất, sửa nhà. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ.